Tôi là Trọng Thắng, xin gửi lời chào thân ái đến quý khán giả đang theo dõi chương trình tin tức trong ngày hôm nay. Mở đầu chương trình là phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Tenley Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, bản tin đầu liên quan đến kinh tế của hoa kỳ cho biết là lạm phát tại hoa kỳ hiện nay đang hạ nhiệt theo thông tin xã CNN đưa tin trong ngày hôm nay cho biết là trong tháng 11 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân còn gọi là chỉ số PCE là một thước đo lạm phát ưa thích của Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ chỉ tăng 5.5% so với một năm trước đó. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức 6.1% hồi tháng 10. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân chỉ tăng 0.1% so với tháng trước đó, còn chỉ số giá tiêu dùng cơ bản loại trừ giá năng lượng và thực phẩm chỉ tăng 4.7% so với một năm trước đó và 0.2% so với một tháng trước đó. Các mức tăng trưởng này tương đương với những dự báo trước đó của giới quan sát. Mức tăng so với cùng kỳ năm trước của các chỉ số giá tiêu dùng cá nhân đều ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2021. Trước đó dữ liệu CPI là chỉ số giá tiêu dùng và PPI là chỉ số giá sản xuất trong tháng 11 đã phát đi một tín hiệu về sự hạ nhiệt của lạm phát. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân là một thước đo lạm phát ưa thích của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ. Bởi vì chỉ số này là chung cung cấp một cái nhìn đầy đủ hơn về gánh nặng chi phí đối với người tiêu dùng. Cũng theo báo cáo được Bộ Thương mại của Hoa Kỳ công bố, chi tiêu tại Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng trong tháng 11, nhưng với tốc độ chậm hơn nhiều, chi tiêu của người Mỹ tăng 0.1% trong tháng 11, thấp hơn so với 0.8% của tháng 10. Thu nhập cá nhân tăng 0.4% so với 0.7% vào tháng trước đó. Theo báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân tháng 11 đã cho thấy sự thay đổi của nền kinh tế hàng đầu trên thế giới. Trước đó thì quỹ dự trữ liên bang liên tục tăng lãi suất mạnh tay nhằm hạ nhiệt nhu cầu và kìm hãm lạm phát. Trong một cuộc họp chính sách vào tháng 12, Quỹ Dự trữ Liên bang quyết định tăng lãi suất 0.5 điểm phần trăm, đưa lãi suất của Quỹ Liên bang lên tới mức 4.25 và 4.5 phần trăm. Đây là mức cao nhất trong vòng 15 năm qua. Mức tăng này chấm dứt chuỗi 4 lần liên tiếp tăng lãi suất 0.75 điểm phần trăm trong cuộc họp vào những tháng 6, 7, 9 và 11. Nhưng trong cuộc họp báo diễn ra ngay sau cuộc họp, Chủ tịch Fed đã nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều bằng chứng hơn để tin rằng lạm phát đang trên đà đi xuống bền vững. Lạm phát đã giảm bớt trong những tháng vừa qua, nhất là đối với các hàng hóa, các nút thắt trong chuỗi cung ứng đã được kháo gỡ phần nào, người tiêu dùng cũng chuyển hướng sang những lĩnh vực như giải trí, khách sạn và nhà hàng. Nhưng lạm phát trong khu vực dịch vụ vẫn dai dẳng. Bước sang năm 2023, cơ quan hoạch định chính sách của Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi dấu hiệu giảm tốc của thị trường Việt Nam trở nên rõ ràng hơn. Theo một dữ liệu được Trường Đại học Michigan công bố, lạm phát hạ nhiệt là tin vui đối với người tiêu dùng chỉ số tâm lý người tiêu dùng đã đạt 59.7 điểm trong tháng 12, đây là một mức tăng nhẹ so với mức là 56.8 điểm của tháng 11 vừa qua. Số người bị thiệt mạng vì báo tuyết hiện nay đang gia tăng mạnh trong ngày 26 tháng 12, giới chức của Hoa Kỳ cho hay số người bị thiệt mạng do cơn bão tuyết ở quận Erie, nơi có thành phố Buffalo của tiểu bang New York đã tăng lên 25 người, nâng tổng số người bị thiệt mạng trên cả nước lên con số 47 người Trả lời phỏng vấn của thông đức xã CNN, thống đốc của tiểu bang New York bà Kathy Hochul cho biết rằng đây là một trận bão tuyết tồi tệ nhất trong lịch sử khu vực này Các nạn nhân của bão tuyết tại quận Erie chủ yếu có tử vong trong xe hoặc là ở trên đường, tuyết rơi dày đặc đã khiến cho tầm nhìn trên đường xuống bằng con số 0, các trạm biến áp đã bị đóng băng ngay cả những xe cứu thương và cứu hộ cũng bị mắc kẹt trong tuyết. Tình trạng tương tự cũng đã được ghi nhận tại thành phố Buffalo, một thành phố gần biên giới với Canada, là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất của bão tuyết. Các công nhân làm đường đang nỗ lực khôi phục lại đường xá khi trận bão tuyết tồi tệ nhất trong 45 năm qua, khiến cho nhiều tài xế bị mắc kẹt trong xe hơi. Trước đó thì cơ quan dịch vụ thời tiết quốc gia của Hoa Kỳ cho hay trận bão tuyết kinh hoàng đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hàng chục triệu người dân trong dịp lễ Giáng sinh, theo một thống kê của các trang theo dõi chuyến bay gọi là flyware com theo thông tin của trang mạng theo dõi các chuyến bay mang tên flyaware.com, thời tiết khắc nghiệt đã khiến cho hơn 15.000 chuyến bay bị hủy trong những ngày qua. Riêng trong ngày 26 tháng 12 đã có 1.600 chuyến bay bị hủy bỏ. Dự báo phần lớn miền đông của nước Mỹ vẫn trong tình trạng giá rét hết ngày 26 tháng 12 trước khi thời tiết trở nên ôn hòa hơn vào ngày 27 tây tháng 12. Hơn 100 người di cư đã được chở đến nhà của Phó Tổng thống Harris trong dịp Giáng sinh. Thông tất xã Reuters đưa tin cho biết là hơn 100 người di cư đã được chở tới tư dinh của Phó Tổng thống Hoa Kỳ bà Kamala Harris ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn trong dịp lễ Giáng sinh, trong điều kiện thời tiết lạnh giá và có tuyết rơi dày. Theo thông tin từ bà Tatiana Laborde là giám đốc của tổ chức cứu trợ Samu First Respond có khoảng từ 110 đến 130 người tị nạn, trong đó có các gia đình có trẻ em được các viên chức của tiểu bang Texas đưa lên xe bus và chở đến khu vực tư gia của Phó Tổng thống Kamala Harris ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Bà Laborde cho biết rằng các tổ chức từ thiện đã được thông báo về hành trình của những người nhập cư và đã chuẩn bị sẵn sàng chăn ấm dành cho những người này. Khi họ đến thủ đô trong đêm ngày 24 tháng 12, những người này sau đó đã được đưa tới một nhà thờ trong khu vực Điện Capitol của Hoa Thịnh Đốn. Các trợ lý của thống đốc tiểu bang Texas đã không đưa ra lời bình luận liệu các chuyến xe chở người nhập cư nói trên có được thực hiện theo quyết định của chính quyền tiểu bang hay không. Thống đốc Gray Abbott là một trong những thành viên của Đảng Cộng hòa, từ lâu ông đã chỉ trích các chính sách nhập cư được áp dụng dưới thời của Tổng thống Joe Biden. Để phản đối chính sách này thì ông Abbott cùng với lại một vài thống đốc khác của Đảng Cộng hòa đã vận chuyển nhiều người nhập cư tới các thành phố do Đảng Dân chủ kiểm soát ở miền Bắc nước Mỹ. Trong những tháng qua, tiểu bang Texas đã chở hàng ngàn người nhập cư trên các chuyến xe bus đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn và các thành phố khác như New York và Chicago các nhà phê bình cho hay đây là một hành động nhằm thu hút sự chú ý trong bối cảnh số lượng người di cư đến mỹ đang tăng mạnh Bà Lavode cho hay trong tuần vừa qua đã có 9 chuyến xe bus chuyển người nhập cư đến khu vực thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Cũng theo bà thì rất nhiều người di cư sau khi được trở đến thủ đô sẽ cố gắng di chuyển đến các tiểu bang như New York và New Jersey. Tại nơi đây họ sẽ nhận được sự giúp đỡ của những người thân đã đến Mỹ trong quá khứ hoặc là các cộng đồng người có cùng nguồn gốc sinh sống tại các tiểu bang này. Sau qua tiểu bang Washington, Ba trạm biến áp đã bị phá hoại và hơn 14.000 khách hàng bị mất điện. Theo thông tin trên đài ABC News cho biết rằng ba cơ sở của trạm biến áp đã bị phá hoại ở Pierce County, Washington vào sáng ngày giáng sinh làm mất điện hơn 14.000 khách hàng. Các nhà chức trách cho hay là không có nghi phạm nào đang bị giam giữ. Hai trong số các vụ đột nhập là các tại các trạm biến áp Tacoma Public Utility. Vụ thứ ba là tại trạm Purchase Sound Energy. Theo văn phòng cảnh sát trưởng ở quận Pierce bao gồm Takuma, không có nghi phạm nào bị giam giữ. Văn phòng của cảnh sát trưởng cho biết trong một tuyên bố rằng không có bất kỳ một động cơ nào và có thể đây là một cuộc tấn công có phối hợp nhắm vào các hệ thống điện. Công ty Tacoma Public Utility cho biết rằng có khoảng 2.000 khách hàng của họ ban đầu không có điện và các đội cửa chữa đang tiến hành khôi phục lại. Khoảng 900 khách hàng đã có điện trở lại. Công ty cho biết là thật không may, những tác động đối với hệ thống của chúng tôi từ thiệt hại có chủ ý ngày nay nghiêm trọng hơn ở một số nơi so với những thử nghiệm ban đầu đã chỉ ra. Một số khách hàng sẽ được khôi phục gần 8 giờ sáng ngày mai. Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của tất cả quý vị khi chúng tôi ứng phó với hành vi phá hoại có chủ ý này đối với hệ thống điện của chúng tôi và chúng tôi cho biết là sự việc này đã ảnh hưởng tới lễ kỷ niệm ngày lễ của nhiều người và các đội của chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để khôi phục điện an toàn cho tất cả khách hàng nhanh nhất có thể bộ an ninh nội địa của hoa kỳ cũng đã đưa ra một bản tin vào tháng trước cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng quan trọng của mỹ có thể nằm trong số các mục tiêu có thể bị tấn công bởi những kẻ phạm tội đơn độc và các nhóm nhỏ được thúc đẩy bởi một loạt niềm tin ý thức hệ và hoặc sự bất bình cá nhân. Đầu tháng này thì hai trạm biến áp điện đã bị nổ ở North Carolina khiến cho hàng chục ngàn khách hàng cũng bị mất điện, khiến cho các viên chức địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Tin từ Texas cho biết là phát hiện ra được một thi thể, một sinh viên gốc Việt bị mất tích theo thông tin xã ABC News đưa tin trong ngày 25 tháng 12, thi thể của Tanner Hoàng, 22 tuổi, là một sinh viên thuộc trường Đại học Texas A&M, đã được tìm thấy ở thành phố Austin trong ngày 24 tháng 12, sau hơn một tuần bị mất tích. Sở Cảnh sát của College Station cho hay Tanner Hoàng được nhìn thấy lần cuối vào sáng ngày 16 tháng 12. Gia đình anh cho biết là anh đến trường College Station để dự lễ tốt nghiệp của Hoàng. Tuy nhiên anh đã mất tích và không để đến ăn trưa trước buổi lễ. Chú của anh là ông Bảo Hoàng nói với đài truyền hình địa phương rằng vào đầu tuần này lẽ ra thằng bé phải tốt nghiệp nhưng tôi không chắc điều gì xảy ra khiến nó phải bỏ đi. Theo gia đình của Tanner Hoàng, điện thoại của anh đã bị tắt nguồn nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Chiếc xe của nạn nhân đã được nhìn thấy lần cuối ở thành phố Austin trong ngày 22 tháng 12. Theo Sở An toàn Công cộng Texas, chiếc xe nằm gần cầu Penny Parker trên xa lộ 360 ở dòng sông Colorado. Các tình nguyện viên đã tổ chức một cuộc tìm kiếm xung quanh khu vực này ngay trong đêm Giáng sinh 24 tháng 12, tuy nhiên, các viên chức sau đó đã yêu cầu tạm dừng mọi nỗ lực tìm kiếm và hoạt động tình nguyện vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chú của nạn nhân cho rằng vụ bất tích có điểm bất thường. Tanner Hoàng luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, ông nói. Bất cứ khi nào tôi trở lại Texas hoặc là ông bà cần giúp đỡ thì Tanner luôn xuất hiện và đó là lý do chúng tôi không tin rằng thằng bé rời đi mà không thông báo cho chúng tôi. Hiện nay thì nhà chức trách đang điều tra sự việc.